dường hành năm xưa. Trăng ơi trăng ơi, mùa trăng đưa hẹn hò. Ai mua trăng không, lại đây tôi bán trăng cho. Ngọc Hồ con. Dạ. Con làm gì ở đây? Ngọc Hồ, con khốn kiếp nào lại cả gan níu kéo con? Dạ, thưa cha, đây là... Cha đã từng dặn con có đi chơi thì phải bỏ tiền bạc theo mình. Con vẫn chứng nào tật nấy, để cho bọn gái lẳng lơ níu kéo nhì nhằn. Trời ơi! Phương Tùng! Lão già kia! Mỗi lần con ta đến đây nó tốn bao nhiêu? Thưa đại nhân, nhà này cũng không phải là nơi chứa đếm. Còn gì nữa? Các người không bán, chẳng lẽ nó tới đây xin? Thưa đại nhân, cha con tôi đầu tắt mặt tối làm ăn lam lũ, cho nên đại nhân mới nghĩ lầm. Không, ta nghĩ đúng. Nếu đại nhân nghĩ đúng thì nhận xét này của tôi cũng không sai. Nếu như dưới mái nhà tranh siêu dẻo, con người ta nghèo khổ quá phải bán dâm à, thì trong những lầu thiện nguy nga tráng lệ, ăn sung mặc sướng, người ta cho dâm chứ không bán. Khốn nạn, dám nghịch thượng với lão kia, mày đâu? Đóng trung thằng già này lại. Khoan, dừng lại, chúng mày không được đụng tới người này. Ngốc Hồ, dạ. Con nên nhớ cha là tri huyện, còn con là danh tướng của thanh triều. Được, mày về nhà thử xem mày có nhận là con của tao không. Thưa cha, con không bao giờ bất hiếu. Về. Ngốc Hồ. Đi thằng khốn nạn, mày đã đem bảo tố tới đây rồi, đi. Cha ơi. Dạ, thưa tiên sinh, thượng quan sai tôi đến đây. Trời, hết nói rồi. Nữa, người ta đến đây để làm việc, còn cha này đến đây để làm thinh ngủ nè. Tiên sinh liệu cô nương à, dạ tiên sinh dạy việc chi à? Liệu cô nương có em nè. Liệu cô nương à, trời ơi đừng làm em sợ. Cô nương ơi, chớ phụ lòng hà thiết đỉnh này. Không dám đâu, không dám phụ đâu. Em. Trời ơi, em đây hả em? Nói chứ ai, Liễu Phương Tường nè. Em ơi hả? Anh tơ tưởng mãi hình dáng em gì. Sao? Qua hé nụ còn thua đôi nét môi. Ôi dạ, qua khen em hẹn thù. Ai đem non biết thả dài cho thành đôi mi. Lòng mà thương chướng cầm mái em nhìn đầu. Tiên sinh, em chỉ là một cô gái quê hà đẹp hơn tiên trên trời. Nhưng em to xác hơn anh thế này khó coi. Chầu sao anh vẫn thiệt không đó? Anh biết em nghèo lắm phải không anh? Về với anh khoai con nghèo. Trời đất ơi, yêu em anh ráng ăn tiền hối lộ cho nhanh nha, rồi đưa em sớm thêm cho nhiều dòng. Yeah.
Em ơi. Ai? Ủa, sao bữa nay em mập quá vậy? Em hả? Em mập hả? Ừ. Không nói dấu gì, mới ngủ hồi hôm một giấc dài quá đó, cho nên nó phì đó. Em ơi. Hả? Cho anh hôn cái nghe. Có kỳ lắm không? Có thấy kỳ không? Không kỳ đâu. Vậy làm nãy. Ừ, hôn này nghe. Trời ơi, trời ơi. Trông ngoan thương mà. Trời ơi. Có râu nữa. Có chứ sao không có. Đàn ông mà không có râu coi sao được. Em là đàn ông thiệt sao em? Trời ơi. Trời ơi. Đàn ông 100% nè. Coi kỹ đi. Chú hoài. Nhổn chết. Thi Ân đây hả? Dạ. Thi Ân đây. Người làm cái trò khỉ gì vậy? Ngài làm cái trò khỉ gì vậy? Trích Phượng. Cấm đi. Còn lâu mới cấm. Tôi mà thưa lại cái chuyện này với thượng quan thì ngài mất chức, biết không? Khốn kiếp, ta làm gì mà bị mất chức? Dạ, ngài có làm gì đâu. Ngài chỉ có ngủ gật ngủ gà còn ngái ồ ồ. Tôi chỉnh ngài, ngài liền gọi liễu cô nương, hai tay ôm ấp và đòi hôn tôi hoài. Thiệt là tôi tức cười muốn chết đó. Nhưng cũng ráng coi trò khỉ đó nó tới đâu. Có vậy làm lỗi này tận nơi ta, ngươi hãy bỏ qua một phần cho ta. Chứ không lẽ tôi đi kiện ngài về cái tội làm quen ố trinh tiết của tôi hả? Thôi, ngài lo hồ sơ vụ liễu cô nương đi, đến trình cho thượng quan xem. Hồ sơ vụ gì? Liễu cô nương. Cái gì mà liễu cô nương? Giỡn hả? À, không phải vụ cướp Bạch Mã Sơn. Tại tôi mê liễu cô nương quá rồi nó bậy. Kìa kìa, liễu cô nương tới kìa. Đừng giỡn mặt với ta nghe. Mười cái đầu của ngươi ta cũng chặt tuốt. Nghe là đội ốc thì ghê quá. Chuyện gì đây? Triều đình trả lương cho các người để các người cải giả công đường phải không? Dạ bẩm thượng quan. Ngươi ra ngoài lo việc của ngươi. Dạ. Chuyện bọn cướp Bạch Mã Sơn đến đâu rồi? Dạ sắp kết thúc rồi. Cả tháng nay rồi, hãy hỏi tới là sắp kết thúc. Chúng còn khai thêm đồng bọn, ta còn bắt hết. Ta đóng gông chúng, dễ lên tổng đốc. Hiểu chưa? Chúng còn khai thêm không? Dạ nó mới khai ông già ruột của tiện chức. Ai đó? Dạ nó khai ông già ruột của tiện chức. Cũng phải bắt. Quân pháp bất dị thân. Dạ. Mày đâu? Ủa, mà ông già tiện chức chết lâu rồi. Bấm đại nhân, có thơ của quận chúa. Quận chúa mời giả yến, có cả ngươi nữa. Hãy trả lời chúng ta sẵn sàng. Dạ. Thằng Ngọc Hồ hại ta. Tại sao? Thưa, tại vì công tử không yêu người đó. Không yêu rồi sẽ yêu. Tại sao nó mãi từ chối gặp gỡ quận chúa? Tại sao nó mãi giữ thành kiến không đẹp của buổi đầu? Thưa, tại vì có nhan sắc của một người con gái đã ngự trị trong trái tim của công tử rồi. Ai? Nàng Liễu Phượng Từ. Đứa con gái mà ngươi đã chỉ cho ta đến tận nhà hồi trưa đó à? Theo thiện chức biết thì tình yêu của họ không còn có gì được chia cắt nổi. Khốn kiếp! Ai bảo với người là ái tình không gì chia cắt nổi, trong khi núi có lúc mòn, sông còn khi cạn. Đại nhân nói rất đúng, nhưng đại nhân sẽ chia cắt cách nào? Cách nào mặc xác ta, càng hệ gì đến ngươi? Thưa đại nhân, mối tình đó ngày nay được gắn bó bởi keo sơn, nhưng ngày mai sẽ kết liền bằng sắt đá. Nếu chậm một ngày thì phương pháp chia cắt lại khó khăn hơn. Được rồi, ngươi hãy nhận lệnh của ta tống cổ gia đình thằng già khốn kiếp đó ra khỏi huyện này. Thưa đại nhân, tiện chức trọng nghĩ đó không phải là thượng sách. Người ta không quên nổi người yêu khi họ vô cớ bỏ đi. Dạ lại, nếu người con gái đã ở cách xa ngàn dặm thì người con trai còn có thiên lý mà. Hứ, vậy ta phải làm cách nào? Tiện chức xin dâng một kế mọn, nếu đại nhân không bằng lòng thì bỏ qua cho. Nói ngay đi. Người dài dòng quá. Dạ.
hai thằng Ngọc Hồ. Đại nhân cứ làm cách nào cho công tử phải đến dự dạ yến là được, tiện chức sẽ lo hết công việc nãy giờ. Được rồi, ta giao phó cho ngươi. Bây giờ hãy ra hậu dinh mời công tử đến cho ta, sau đó cứ y kế hoạch mà làm. Dạ. Nè, hãy đợi thằng Ngọc Hồ ra khỏi nơi đây rồi sẽ dẫn bọn cướp vào, nghe chưa? Dạ đại nhân yên chí. Thưa cha. À con, nãy giờ cha có lòng trông đợi con đó. Dạ thưa cha, cha muốn dạy việc chi? Không có gì cả, không có chuyện gì lớn cả con ạ. À, chiều nay con không có đi dạo đâu sao? Thưa không. Bạch Ngọc Hồ con, sao con không đi dạo chơi cho khuây khỏa? Thưa cha, con có điều gì phiền muộn để cần phải khuây khỏa đâu. À đó đó, trong thời trai trẻ cha cũng thế, bồng bột sôi nổi nhưng mà mau quên. Chứ nếu hai người cùng một tuổi với cha mà kẻ kia rút gươm để cản trở việc làm của cha hồi trưa này thì họ sẽ nhớ mãi suốt đời con. Con đã xin lỗi cha rồi mà. Không không, đâu phải cha nhắc lại để con xin lỗi, mà cha nhắc lại để nhớ hình ảnh gươm rút trần trước mặt cha, thanh gươm tiền trạm tham quan hậu diệt loạn thần mà thiên tử đã ban cho con, làm hãnh diện cả dòng họ Bạch. Nói tới đây cha mới nhớ, cha chỉ có con là đứa con đơn độc sẽ thay cha nối dòng họ Bạch, nhưng đến bây giờ con chưa chọn bạn trăm năm. Thưa cha, vì con muốn tận hưởng thời quá mộng thanh xuân nên không vội gì nghĩ đến chuyện hôn nhân. Còn việc nàng quận chúa Diệp Thái Nguyên, thưa cha, nàng chỉ là em họ của thánh thượng mà thôi. Thánh thượng gả nàng cho bọn rỡ miêu là để giữ gìn ý ngón biên cương, nhưng mà thánh thượng đã xuống chỉ tứ hôn, dịp mai này một nửa ngàn năm con sẽ làm rạng rỡ cho dòng họ nhà ta. Thưa cha, cưới một người đàn bà thì có gì đâu mà gọi là rạng rỡ cho dòng họ hả cha? Nhưng người đàn bà đó là một vị quận chúa. Sự trinh tiết đâu có phân biệt quận chúa hay thứ dân. Tại sao con lại đi cõng cái thứ ấy về nhà họ Bạch này mà không cưới một người con gái còn vẹn toàn đức hạnh và trinh tiết chứ? À, thế ra con trai của cha câu nệ về chuyện trinh tiết à? Con cao quý hơn cha nhiều lắm. Vậy con chọn chỗ này đúng với lòng mong mỏi của con. Nàng Châu Bích Lệ, con gái của Châu Tổng Trấn, con bằng lòng không? Dạ thưa cha. Thế nào? Thưa cha, Châu Tiểu Thơ là người con gái rất kiêu kỳ. Con chỉ người đẹp nào không kiêu kỳ cho cha coi. Kiêu kỳ chỉ là chứng bệnh ngoài da, một thứ nốt ruồi làm tăng thêm duyên dáng cho gương mặt của những người đẹp. Thưa cha, Tề Tiểu Thơ cũng đẹp nhưng đâu có kiêu kỳ. Nàng ấy mới đúng là mẫu người lý tưởng của con. Ngày mai cha sẽ cho người sang đánh tiếng với họ Tề. Thưa cha, xin cha cho con được suy nghĩ lại. Bạch Ngọc Hồ, bộ mặt đạo đức giả của con đã rơi xuống rồi, chỉ còn trơ lại gương mặt của kẻ bất hiếu, đại nghịch. Ta thương mi, ta chiều mi, trong khi ta coi mi là con, thì mi kể như ta không phải là cha mi. Thưa cha, con đâu dám kể như vậy. Ta gọi mi để vỡ rầy trong chốn thâm mi, trong khi mi tu tiên càng tớ lệnh phụ thân trước mặt bọn thứ dân. Chuyện xảy ra rồi lòng con luôn âm thầm, con cúi đầu xin cha hãy bỏ qua điều phiền dân. Ta mang nỗi buồn tư khi nó trở về
ta thì lá trắng thương mình và muôn thu dân rong chơi. Con đã đem tình yêu mà gửi trọn cho một người là cô gái buổi trưa này, nàng vệt lụa núi tầm nổi tiếng khắp ngàn châu. Phải rồi, con hãy đi đi. Đi đi. Đi cưới cô gái mà con đã tự mình lựa chọn. Bởi vì ngày nay con đã trở thành danh tướng, còn ta chỉ là một giả quyền quan và suốt đời không mong gì bề tiếng lòng nhang. Tên tuổi ta như một dăm sao mờ lạc lòng giữa sông ngân, lập lòe trên bãi bằng. Trong khi con là một ngọn hoa đăng kiêu kỳ, cùng nhung gấm một dần trăng thu đầy đặn giữa đêm rằm. Trở thành một thanh niên sống còn vang dội, ngày nay kể như cánh băng đà tiễn gió, chỉ mà con bỏ lỡ dịp mai đây tỏ ngàn vàng. Dạ, thưa cha, con trẻ cúi đầu đắc tội, xin phụ thân rộng lượng bao dung. Có lẽ cha sẽ không ấm từ quá, rồi từ cả đến con yêu quý của cha nữa, Ngọc Hồ. Thưa cha, con tin rằng vàng son nhung gấm sẽ giúp cho quận chúa Thủy Nguyên sớm quên đi những gì nàng không hòa nguyện. Còn đối với người con gái áo vải quần gỗ, một khi đã thề nón hẹn biển thì dòng chúng non mòn biển càng, thì lòng thủy chung càng thêm gừng nắng như trái tim của anh chài lưỡi si tình. Thưa cha, tuy ngàn sao nước mắt mì nước không còn nữa, nhưng dòng họ bây giờ con lại nói chuyện đời xưa với cha rồi. Hãy nói chuyện ngày nay. Chuyện ngày nay cha chiều con, con nghe rõ chưa? Cha chiều con trai cưng của cha, đó là một chuyện. Còn chuyện thứ hai là quận chúa mời con dự dạ yến. Ngày đêm nay con nên đến dự và lời đẹp hết sức ngọt ngào như nào, cha bắt buộc con như thế. Con xin vâng lời cha. Tốt hơn là con nên đến sớm hơn cha để tỏ lòng sốt sắng như nào. Dạ, đủ rồi. Con xin chào cha. Thưa đại nhân, tất cả những chuyện đại nhân giao phó đều suôn sẻ. Ta giao cho ngươi chuyện gì? Dạ, chuyện thứ nhất là mời công tử đến cho đại nhân dạy việc. À, việc thứ hai là trả lời cho quận chúa về buổi dạ yến. À, việc thứ ba là tên cướp thiết diện hộ đã bằng lòng cung khai theo ý muốn của ta. Ừ, chót hết là tiện chức đã bắt vợ chồng Liễu Khánh Nhạc. Khánh Nhạc nào? Dạ, lão già bán rau cải. Không, không, phải thả ra. Thả ra thức khắc, thằng Ngọc Hồ nó sẽ giết ngươi vì ngươi bày mưu hiến kế trong vụ này. Vậy thì chết con rồi. Bộ đại nhân nói cho công tử biết hết rồi sao? Chưa. Vậy thì làm sao công tử biết được? Khi cầm lá thư giả dối kia, nó dạy gì không đi hỏi lại con nhỏ, con nhỏ sẽ nói hết sự thật.
chừng đó nó sẽ rút gươm trảm tham quan ra, không biết chừng đó nó quên ta là cha của nó nữa. Đừng nói gì tới ngươi, đi thả họ đi. Thưa đại nhân, mình sẽ bắt con nhỏ đó thề là sẽ không bao giờ nói sự thật. Tức cười quá, ai dạy gì tin lời thề thốt, nó chỉ là mặt trái của lòng phản bội. Kẻ hay thề thốt chính là kẻ hay nói láo. Và đại nhân dạy chí lý, nhưng đó là hạng cự phú, họ tưởng đâu tiền bạc của họ có thể buôn thần bán thánh được, nên họ hay nuốt lời thề lắm. Còn bọn dân quê nghèo khổ ăn chắc mặc dày, thấy họ thề là họ giữ. Đại nhân cứ yên chí, một khi tiện chức đã liệu toan thì đại nhân sẽ được hài lòng. Đây tờ cung chiêu có đếm chỉ rành rành, một bạch mái sơn khai cho liễu khách nhạc, đã cùng chúc có của giết người ở nơi đâu. Vợ chồng lão từng ra vào xào huyệt, lúc chia của thường giết trâu bò giết tiệt. Hành tung này lão dung dẹp với quan quân, đấy mấy lần lão đem cho tớ lụa ngày tháng năm được ghi rành mạch. Với bằng chức giả này lão ta hết đối, nhất định phen này lão sẽ chết được xương. Vậy thì cứ dẫn lão vào rồi cho tên cướp lên đây, để đôi bên đối chất đàng hoàng. Tội lỗi rõ ràng còn đối chất làm chi. Vợ chồng lão đâu? Dạ giam rồi. Dù quan giá họa cho người ta thì cũng phải cho người ta đối chất cho hả hơi chứ, khóa mồm khóa miệng như vậy có sao được. Dạ nếu cho lão nói, ba ngày sau đại nhân và tiện chức còn nhức đầu, cha già đó khó chịu lắm. Rồi lá thư con bé đâu? Dạ đâu có. Giam cha mẹ thì con cái phải đi kiếm hỏi thăm, chừng con bé tới đây thì tiện chức sẽ bắt nó giết thơ. Bấm đại nhân, có một cô gái tên Liễu Phường Tường xin vào ý kiến đại nhân. Đó, đại nhân thấy chưa? Cho vô, cho vô. Nếu thành công ta sẽ ban thưởng. Đại nhân yên chí. Dạ, kính thưa tiên sinh. Kính thưa tiên sinh. À, Liễu cô nương, cô nương đến từ bao giờ? Dạ mời cô nương ngồi. Cô nương đến công đường có việc chi ạ? Dạ, tôi muốn ý kiến bạch đại nhân. Có chuyện chi quan trọng? Dạ, cũng có chuyện quan trọng. Tưởng chuyện nhỏ thì tôi có thể thay đại nhân giải quyết được. Mấy lúc sau này đại nhân hay đi vắng luôn à? Chẳng hay đại nhân đi đâu rồi ạ? Dạ đại nhân đi ý kiến quan tổng đốc. Thưa tiên sinh, chừng nào người mới về? Dạ không lâu đâu, chừng ba bữa à. Hay là cô nương về rồi ba hôm sau trở lại? Dạ thưa tiên sinh, tôi đến đây để hỏi thăm tin tức về song thân tôi. Ủa, lão bá và phu nhân thế nào à? Dạ không hiểu chuyện chi mà hồi qua trưa bóng đâu gương đào sáng ngời, linh trang đến nhà tôi báo rằng dâng lên đại nhân, rồi xông vào trôi cả song thân tôi xin theo nhưng bị chối từ. Giờ đây sắp tối rồi, tôi nóng lòng nên hỏi thăm. Vì bọn cướp bạch mã sơn cùng khai rất hẳn hoài, nhưng chuyện cướp của giết người có lão ba nhúng tay. Cha mẹ tôi những ngày lúc trên này cô ấy nương sẽ hiểu lầm là tôi có một mối thù. Khi tôi đến cầu hôn có lẽ tiên sinh biết cha mẹ tôi rất rành, xin tiên sinh hãy liệu dừng cho người thoát vòng lao ly. Chính tôi cũng thừa biết anh
tình lão bá và phu nhân. Những chuyện này xảy ra có nhiều quẩn khúc bên trong. Dạ thưa tiên sinh. Khoan, cô nương muốn biết rằng thì coi lời khai của tên Thiết Diện Hổ đây. Thẳng mực tàu thì đau lòng gồ, bị khép vào những tội đó thì chỉ có tử hình. Tiên sinh, tiên sinh ơi, người có cách nào gỡ tội cho cha mẹ tôi? Tôi nguyện kết cổ ngậm dành. Được tiểu thơ nhờ vả, họ Hà tôi coi như là đại phúc, hà tất gì nói đến chuyện nghĩa ân. Chỉ khổ cho tôi, chính tôi là kẻ đóng mộc trong tờ trình để cho lính huyện áp giải tù xa ngay chiều nay nè. Khoan đã tiên sinh, tiên sinh không thể để chậm lại ngày mai hoặc là ngày mốt hay sao? Được chứ, nhưng nán lại để làm gì? Rồi có cứu lão bá và phu nhân được đâu? Không lẽ tuổi già sức yếu mà kéo dài cuộc đời tù tội? Thà rằng bị xử trảm còn hơn cô nương này. Không, không, cha mẹ tôi không có tội gì hết. Chính tôi cũng biết vậy. Biết vậy sao tiên sinh giải tù xa đi gấp? Tại sao tiên sinh không thể đợi Bạch Đại Nhân trở về? Trời ơi, cô nương đừng có gặp Bạch Đại Nhân. Tại sao vậy? Tôi sẽ khấu đầu nhận tội thay cho cha mẹ tôi mà. Bạch công tử sai đắm cô nương đến phải hững hờ với quận chúa. Chuyện đó làm cho Đại Nhân rầu rĩ vô cùng. Cô nương thừa biết mà. Tiên sinh, nếu vậy thì tôi sẽ nói với Đại Nhân rằng không bao giờ tôi yêu công tử nữa, dẫu tôi còn thương ngày ngày châu rơi tầm. Dẫu tôi còn nhớ đêm đêm lệ nhòa trăng, dẫu tôi đã mang phần bạc vào kiếp phận hèn, tôi còn gì mà tiếc rẻ, còn gì mà chẳng tiếc nhẹ chút tình riêng. Miễn rằng tội tình của cha mẹ tôi được đại nhân rộng lượng bao dung, thì đất của người dời dời ở biển Đông, còn công của tiên sinh thì chất chồng như non thay. Cô nương lầm, đại nhân đâu có giận chuyện cô nương yêu công tử. Người chỉ giận tại sao công tử yêu. Cái khác nhau là ở chỗ đó, máu thịt người ta, người ta mới có quyền cấm đoán. Tiên sinh dạy như thế thì tôi biết làm sao nữa. Hoặc là tôi bỏ hẳn đất Hàng Châu, hoặc là tôi ở lại mà không bao giờ bước ra ngoài cửa. Chắc ngày tháng cũng làm cho công tử quên người con gái cứ hàng quay tới
vết lúa mà sánh duyên cùng nàng vừng chúa thanh triều. Tiên sinh ơi, lòng tôi hiện giờ như tơ rối, tiên sinh cứ chỉ dạy thế nào tôi cũng nghe theo. Cầu mong cha mẹ thoát dòng tù tội, tôi quyết một lòng ghi nhớ ơn sâu. Nãy giờ tôi có nghĩ một cách, nhưng muốn cho cô nương hiểu, tôi bắt buộc phải dài dòng một chút. Tiên sinh, xin người cứ dạy, tôi sẵn sàng nghe. Cô nương có biết làm cách nào cho người yêu mình quên mình mà không chút liên tiếc không? Dạ không. Đó là làm cho họ tưởng mình phản bội. Vậy viết sẵn đó, cô nương cứ tự tiện ngồi và viết một bức thơ gửi cho ai? Cho tôi. Cho tiên sinh. Cô nương viết theo lời tôi đọc. Hà Lan nhã giám. Không, tôi không bao giờ yêu ông. Đồ khốn kiếp, các người to rập với nhau để bắt hiếp người thân cô thế quả. Mưu kế của các người tầm thường lắm. Nếu cô nương không giết thì cứ ra về. Chính cô nương nhờ giả tôi chứ nào phải tôi bắt buộc. Mày đâu? Sửa soạn tù xa. Cô nương đứng lên cho tôi đóng mộc vô tờ trình nghe. Không, không. Được rồi, tôi sẽ giết. Hà Lan nhã giám. Ông đọc tiếp đi. Chàng hãy tìm cách nào cùng em rời khỏi đất. Kéo tên Bạch Ngọc Hồ. Bạch Ngọc Hồ cứ đến phá rầy em. Cứ đến phá rầy. Em rất khổ phải giả vờ yêu đương gian. Em rất khổ phải giả vờ yêu đương gian. Trong khi lão chi quyền, trong khi lão chi quyền tưởng rằng em và con trai lão tình nghĩa thấm thiết, tình nghĩa thấm thiết, nên hồi trưa này, nên hồi trưa này lão đến tận nhà mắng chửi phụ thân em. Mắng chửi phụ thân em, mong gặp anh để định liệu. Đã xong rồi. Bây giờ cô nương nhìn thẳng vô mặt tôi nha. Cô nương hãy thề không bao giờ tiết lộ chuyện này cho ai biết cả. Không, tôi không thề gì hết. Ông không thấy tôi đang khóc đi sao mà ông còn muốn đày đọa tôi thêm nữa? Ông còn muốn thấy nước mắt của phải rơi dài trên
hàng đêm trên mảnh tơ. Tôi khuyên ngàn giọt châu lúa thêm bền bởi vết bằng thương đau. Sao kia xanh thắm vì tươi bởi giọt buồn. Cô nương còn kẻ người đón già, làm sao đau điên đen mà mời. Tôi đặt lòng tin cần vào cái tuổi thanh cao, cô nương đừng bận tâm. Nếu đã vì sống thân, tiên sinh hãy nghe tôi thề với tất lòng của một người đau khổ. Suốt đời tôi câm lặng cho đến khi tôi trúng hơi tàn. Đây là bức thư viết bằng máu lệ tuôn tràn. Ngõ lời đoạn tuyệt là tôi cũng tự mình viết cuộc đời tôi. Cô nương cứ ra về, một canh nữa lão bá và phu nhân sẽ được phóng thích. Bạch Ngọc Hoàng ơi! Dạ thưa quận chúa, có lẽ cô nương muốn xin vào sao mắt? Cho vào thẳng đây. Dạ, tiện nữ xin ra mắt quận chúa. Sao ta cho người mời lại đến chậm thế? Dạ thưa, tiện nữ mới ở huyện đường về, liền gặp người của quận chúa, tiện nữ đã theo đến đây ngay. Ngồi xuống đi. Dạ. Dạ, thưa quận chúa, Cẩm Đôn này ngồi êm ả thật. Dạ, xin quận chúa cho phép tiện nữ được cáo từ. Ơ, ta chưa nói gì kia mà. Quận chúa có điều gì chỉ dạy sao? Thế mà, tiện nữ cứ tưởng rằng người kêu vào để ngồi thử một lần trên Cẩm Đôn cho biết. Nàng muốn mắng ta về cách tiếp đãi không xứng đáng đó chăng? Thân phận của nàng bé bỏng quá, đừng bắt nó phải cứ mang niềm kiêu hãnh lớn lao kia, hậu quả sẽ bi đát lắm. Thật tình, tiện nữ có kiêu hãnh. Còn gì nữa? Nhưng khi hội kiến với quận chúa, tiện nữ cảm thấy còn thua quận chúa rất nhiều. Khốn kiếp! Thân bé mọn sông hồ lại đi tiếp một lời hai với biển cả. Ngươi nên biết rằng khi đại dương nổi cơn gió nhẹ cũng nguy hiểm gấp vạn lần giông tố ở Trường Giang. Nhưng chính quận chúa là người đã khơi dậy cuồng phong, và ta cũng khuyên nàng chớ trương bườm trong cơn sóng dữ. Xin đa tạ quận chúa. Tiện nữ xin nhắc lại, quận chúa cho dầu tiện nữ đến đây để chỉ giải điều chi? Để nàng hiểu thêm những điều về công tử. Xin thưa công tử nào tôi không biết. Vậy chứ trưa này ai đã đến nhà ngươi? Tại nhà ngươi đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng hòng giấu giếm được ai vì tiếng
thơm đã ngàn dặm xa bay. Quần nương có tay mắt nhiều như vậy, sao còn hỏi gì để được biết thêm? Là muốn chính người kể rõ sự tình. Sự tình là tôi yêu gã thợ săn. Gã thợ săn là công tử chứ còn gì. Có công tử nào trong trái tim tôi? Nghĩa là ngươi không yêu Bạch công tử? Vâng, tôi chỉ yêu chàng thợ săn tên Bạch Ngọc Hồ. Nàng đừng làm ta nổi nóng, rồi chính sinh mạng của nàng cũng khó bảo toàn. Ta muốn tặng gia đình nàng một số vốn để sinh nhai, có được không? Xin thưa, có gì cản trở mà không được. Nhưng với một điều kiện. Đừng, nàng đừng lấy làm lạ. Thưa không, tiện nữ chăm chú nghe đó chứ. Còn lạ lùng gì nữa? Có ai dung tiền cho kẻ khác mà không đòi điều kiện đâu. Gia đình nàng phải rời khỏi Hàng Châu này tìm một nơi thị tứ hơn, chẳng hạn như Biển Kinh để buôn bán. Phải rồi, chọn Biển Kinh là đúng hơn cả. Nơi dập dìu xe ngựa, nơi tập trung mặt khách tao nhân. Cô bé ơi, cô sẽ thích thú lắm. Những nhan sắc nõn nà, những văn nhân hào quả phong nhã, những anh hùng kiếm khách lẫm liệt quay phong. Từ nhỏ tới lớn, cô đã có một lần nào tới Biển Kinh chưa? Dạ chưa. Đến đó đi. Sống ở Biển Kinh rồi thì nàng sẽ không còn muốn rời nó nữa, dầu chỉ một tháng một ngày. Nhưng tại sao quận chúa lại rời đất Biển Kinh tới đất Hàng Châu này mấy tháng nay? Là vì ta... Vì quận chúa yêu công tử. Tình yêu có một thứ ánh sáng lạ lùng, làm cho đất Hàng Châu quê mùa bỗng rực rỡ hơn Biển Kinh. Mặt trời chỉ riêng mọc nơi này, mà những nơi khác thì tối tăm mù mịt. Tiện nữ cũng vậy. Tiện nữ chỉ thấy ở đây mới có một kỳ hoa dị thảo, mới có tiếng chim hót bướm bay, bởi vì tiện nữ đã yêu rồi. Tiện nữ không thể rời Hàng Châu này dầu chỉ một giờ hay một khắc. Lại trở chứng cứng đầu nữa rồi. Nàng có dám cãi lệnh thiên tử chăng? Một khi bị khép vào tội khi quân thì tánh mạng của các người hết phương cứu, nghe chưa? Quận chúa, xin người hãy tự cứu mình trước đã, vì quận chúa đang chìm trong bể tuyệt vọng kia mà. Phải, trong nỗi tuyệt vọng, ta sẽ tận dụng tất cả quyền năng cần thiết để chiếm đoạt hoặc phá vỡ, nàng biết chưa? Ta phải chiếm được chàng, chàng phải là của ta, phải thuộc về ta, dù cho ta phải đổi hết bảo ngọc trân châu hay tất cả cuộc đời. Trong tháng ngày cách xa, chàng trai ta biết nhớ nhung, chàng lại còn vui tinh khiết nhất trong đời, như ánh đuốc sáng ngời rọi vào cõi lòng tôi tâm. Tiên nữ cùng quân nương đang giữ một ngôi giường, cùng dung nơi vô khi buồn cây buồn đã ra quên rồi. Ai khi nếm mùi đau thương, tôi xin nhường quân nương về ánh sáng ấy.
ý tuổi tài tập nỗi buồn cho mình nương. Trường Đồ Tri Mã Lực, tại sao nàng lại bỏ cuộc nửa chừng? Dưng tôi bỏ cuộc. Vì tôi còn những lo âu phiền muộn lớn lao hơn nữa. Tôi không có thời giờ để đối phó. Không còn sức lực để chống chọi, không còn đủ thông minh để mà phòng ngừa mưu thâm kế độc của các người. Thưa quận chúa, tất nhiên chàng sẽ kết hôn cùng quận chúa. Hai người sẽ sống hạnh phúc trong sự chứng kiến của một quan hồn. Dạ tiện chức kính chào quận chúa. Hà tiên sinh, mời, mời an tòa. Dạ không dám. Tiện chức đứng hầu quận chúa là đại hân hạnh. Không hiểu Bạch công tử có chấp nhận lời thỉnh cầu của ta chăng? Dạ có. Bạch công tử sẽ đến đây. Theo lời đại nhân nói thì Bạch công tử sẽ đến sớm hơn đại nhân. Hà tiên sinh. Dạ. Sao ta lo quá, ta không đích thân đến mời chàng. Chàng có giận ta không? Chàng có bắt lỗi ta không? Dạ không đâu. Quận chúa là vàng, là ngọc, là ôi họ Hà, tôi không biết lấy lời chi để tả sự quý báu, sự cao sang tột bậc của quận chúa nữa. Ở Hàng Châu này, quận chúa là hạng nhất rồi, thì làm sao Bạch công tử lại giận hờn lỗi phải với quận chúa được? Nhưng ta có cảm tưởng ta thua một người. Quận chúa muốn nói ai? Liễu Phượng Tường. Dạ đúng rồi. Ở Hàng Châu này Liễu cô nương thuộc về hạng sáu rồi. Không, nàng hạng nhất, cho nên Bạch công tử mới mê say nàng. Thật là tội cho Liễu cô nương. Kẻ khổ là ta đây chứ. Không, kẻ khổ là tiện chức. Tiên sinh có dính líu gì trong chuyện này? Dạ có chứ. Bởi vì tiện chức đây đã hẹn liễm thề non cùng Liễu cô nương sống đến bạc đầu. Những công tử thấy nàng rồi cảm ơn, cứ lùi tới làm tiện chức rất khổ tâm. Ta xem tình ý của Liễu cô nương đâu có dính dáng gì đến tiên sinh. Nàng vô cùng kính đáo và thông minh. Công tử tôi đã bị đánh lừa, nàng nói cười là đưa đẩy đó thôi. Tiên sinh mơ ước nhiều quá, ngài vẫn tỉnh đó chứ? Tiện chức dùng lời lẽ gì quận chúa cũng không tin được. Bất đắc dĩ tiện chức mới đưa bức thơ này để quận chúa tin lời.
Hà Lan Nhã Giám. Chàng hãy tìm cách nào cùng em rời khỏi đất Hàng Châu. Kéo tên Bạch Ngọc Hồ cứ đến phá rầy em. Em rất khổ, phải giả vờ yêu đương với hắn, trong khi lão Tri Huyện tưởng rằng em và con trai lão nghĩa tình thắm thiết. Nên hồi trưa này, lão đến tận nhà mắng chửi phụ thân em, mong gặp anh để định liệu. Liễu Phượng Tường cẩn ký. Tiêu sinh, ông là một người có diễm phúc lắm. Nhưng tiện chức đang đau khổ vì công tử cứ lui tới hoài. Tiên sinh muốn công tử đừng lui tới nữa hay không? Nếu quận chúa giúp được thì ơn của quận chúa họ Hà tôi đến chết cũng không quên được. Tiên sinh, tiên sinh hãy cho ta bức thơ này. Ê, không được đâu. Khi tiện chức qua đời, bức thơ này sẽ liệm theo tiện chức. Ta sẽ đổi với tiên sinh 50 lượng vàng ròng. Dạ thôi được, ý của quận chúa tiện chức đâu dám cãi. Dạ thưa quận chúa, có Bạch công tử đến. Được, nói ta đang nóng lòng đợi chàng. Dạ. Liễu Thu. Dạ. Tiên sinh. Dạ. Tiên sinh hãy theo Liễu Thu ra mái tây đợi ta giây lát. Ta sẽ đem vàng đến cho tiên sinh. Đa tạ quận chúa. Kính chào quận chúa. Mời công tử an tọa. Đa tạ. Thưa quận chúa, tôi vâng lệnh phụ thân đến đây dự dạ yến. Đa tạ công tử, thật là hân hạnh cho thiếp biết chừng nào. Và tôi cũng vâng lệnh phụ thân bàn bạc cùng quận chúa việc hôn nhân của thiếp và công tử. Phụ thân tôi và hoàng thượng đều rất hài lòng khi thấy tôi và quận chúa hòa hiệp phượng loan. Dạ. Nhưng còn công tử, công tử có thấy hài lòng không? Xin mạn phép hỏi quận chúa, quận chúa nghĩ gì về cuộc hôn nhân này? Thiếp còn biết nghĩ gì khi quyền định đoạt đều do hoàng thượng. Nhưng ít ra quận chúa cũng có dự định gì cho tương lai chứ. Vâng, thiếp có nghĩ đến sau này hai chúng ta đẹp duyên giai ngầu, thiếp sẽ xin hoàng thượng ban cho chúng ta biệt cung riêng ở một khung trời. Làm bạn cùng dân suốt ngày cho nâng tung má buồn tên vào muôn thu. Tôi treo cọng thầu là trang cánh nhà vàng.
Quận chúa, quận chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, xin đừng học mùi quán gió cầu sương. Công tử, công tử mỉa mai thiếp đó chăng? Thân Kim Chi Ngọc Diệp mà còn thua một đóa hoa dại ở gian đường. Thân Kim Chi Ngọc Diệp mà bị gà về đồng nhân cho người yêu đi cầu an cho xả tất. Nếu không nhờ công tử ra tay giải thoát, cánh hoa xuân đã tàn ngửa nơi đất là trời xa. Thiệp bị gạt ra ngoài đời sống xa qua, bị coi là người không đáng ở cung vàng đêm ngọc. Thiếp chỉ là món hàng bị người ta đối giá khi cần giữ dưng ngay vàng. Đã có lần thiếp toan quỷ hoài cho sống một kiếp đoạn trường, nhưng chàng hiện lên như sao bắt đầu soi sáng đường cho người lạc lòng giữa trời đêm. Bao nhiêu ý chết tiêu tan, niềm vui tưng bừng sống dậy, hoa tình đua nở giữa tiếng sông. Lần đầu tiên thiếp nghe được ở lòng mình một niềm yêu chân thành say đắm. Quận chúa, bình giặc miêu đem lại thái bình cho trăm họ, giải thoát cho quận chúa chỉ là nghĩa vụ của kẻ cầm quân. Tôi không dám nghĩ đó là ân, xin quận chúa đừng nhắc mãi làm cho thêm khó xử. Nhưng trọn đời thiếp nhớ mãi đó là ân, và thâm ân kia lại sẽ thâm tình. Mấy tháng này thiếp sống với sự cô đơn buồn tẻ giữa thê phòng, làm sao quên được vòng tay rắn chắc của chàng khi ôm thiếp vào lòng để đột phá trùng dây. Sinh mạng của mình đã kết chặt giữa rừng gươm biển nhau, giữa đàn siêu tên bắn, thì xin chàng đừng gây khổ lì cho một tâm hồn đã chịu trăm đắng. Nhưng trong cuộc sống ngày nay, hoàng thượng đã bù đắp lại cho quận chúa sự mất mát ngày xưa. Khi quận chúa về đất Hàn Quân này, nơi đây chẳng phải là một cung điện nguy nga tráng lệ đó sao? Thượng đã ban cho thiếp một đời sống xa qua, đúng nghĩa của một bà hoàng trong dung. Nhưng không ai có thể mang cho người khác những đòi hỏi của con tim. Nơi đất khách quê người thiếp nhìn không gian, ai trắng lụa tuyết mà tiếc mà thương cho hương sắc tàn. Lần đầu tiên mới thấm thía nghĩa yêu đương. Xin ai đừng để cho ai phải mang niềm tuyệt vọng. Đừng phũ phàng khi buông rời chi, đừng vô tâm khi dứt rời tư điều. Thank you.
lời lẽ của quận chúa làm cho tôi cảm thấy tôi là một kẻ ngu si không tưởng được. Tại sao tôi không ngửa tay đón nhận mối tình kia để chăm sông nắng đi, vì đó là một thứ tình yêu hết sức chân thành. Nhưng khôn nổi, ái tình không phải là một món hàng có thể mua bằng trân châu bao ngọc. Nếu như người ta có thể quên đi dễ dàng để hướng thẳng tới tương lai, thì quận chúa sẽ quên bạch ngọc hồ này. Đời tôi là cánh buồm phiêu bạc ngoài lòng. Tử nói thật, công tử chỉ là chiếc thuyền chưa có bến yêu đương à. Vâng. Công tử có biết nàng Liễu Phượng Tường không? Bẩm, tôi có biết. Chỉ có biết thôi à? Phải nói rằng công tử yêu nàng, chung tình với nàng rất mực mới đúng chứ. Tôi không giấu quận chúa, tôi tha thiết yêu Liễu Phượng Tường. Vì người con gái đó là một đóa hoa trinh nguyên hàm tiếu, còn Diệp Thí Quyên này chỉ là liễu ngõ qua tường. Xin quận chúa chớ khiêm nhường quá đáng. Công tử thừa biết rằng trăng mờ còn tỏ hơn sao, dầu rằng núi lở còn cao hơn đồi chứ. Vâng, nhưng thưa quận chúa, khế rụng bờ ao, thanh tao tôi cũng chuộng, ngọt như cam sành, héo cuốn cực kỳ. Công tử chung tình, nhưng có bao giờ công tử nghĩ rằng Liễu Phượng Tường yêu công tử chỉ vì cô ta sợ quý quyền của phụ thân công tử không? Không. Có bao giờ công tử nghĩ rằng Phượng Tường đã lừa dối công tử hay không? Không. Không à? Tình yêu đã làm cho công tử mù quáng rồi. Với tuổi 16 đó, ái tình có đôi cánh công tử à, nó chỉ tạm, chỉ đắp trên đầu môi chót lưỡi thôi. Tôi thương hại giùm công tử quá. Quận chúa nên để tôi giữ lòng kính nể đối với quận chúa như từ trước tới nay. Chắc công tử không lạ gì bút tích của nàng Phượng Tường chứ. Đây là bằng chứng sự thủy chung của nàng đây. Thơ của ai? Của Liễu Phượng Tường gửi cho Hà Thiết Định, lại là một bức thư tình. Những kỷ vật yêu đương người ta cần phải giữ kín, chứ ai lại mang khoe khoang với người ngoài cuộc bao giờ. Công tử xem đi rồi khắc biết. Công tử còn lạ gì tâm tánh của đàn ông, khi chiếm được cô gái nào không sớm thì muộn cũng đem khoe khoang với kẻ khác. Hà Thiếp Định đâu? Liễu Thu, cho dời Hà tiên sinh. Thằng khốn nạn, thơ này của ai?
Dạ của tôi. Ai gửi cho nhà ngươi? Dạ. Ai? Dạ công tử lắm, tôi nghẹt thở quá. Buông tôi ra tôi mới nói được chứ. Nghe tao hỏi, của ai gửi? Của Liễu Phượng Tường. Ngươi phải nói thật. Phượng Tường nào? Dạ Phượng Tường là người yêu của tiểu chức. Công tử đã thương dùng tiểu chức. Tiểu chức đâu có dám tranh giành với công tử làm chi. Dạ tiểu chức xin rút lui. Công tử đừng nóng tội nghiệp. Ai bắt buộc nàng viết lá thư này? Hỏi mau. Dạ. Ai bắt buộc? Dạ không ai bắt buộc nè. Trời ơi, quận chúa đưa thơ riêng của tiểu chức cho công tử coi chi vậy không biết. Ta không coi thơ này được sao? Ta không có quyền coi sao? Dạ được. Dạ có quyền. Công tử quyền quý hơn tiểu chức nhiều lắm mà. Ta có quyền quý hơn ngươi, nhưng ta khốn nạn hơn ngươi. Hà thiết kính nha. Sao ngươi không thắng nhập ta? Lá thư này là của người khác viết có phải không? Dạ chính nàng. Không. Người khác bảo tôn chữ của nàng phải không? Đồ khốn kiếp. Ngươi, ngươi là một kẻ chuyên nịnh bợ, chuyên bày mưu kế sinh động để hại nhân loại. Ta biết hết rồi. Và công tử cứ bình tĩnh cầm lá thơ này đến hỏi nàng thì sẽ rõ sự thật thế nào. Quan cho tôi lắm mà công tử ơi, tôi không dám yêu đương gì hết. Tôi sợ công tử lắm mà. Ta sẽ giết cho ngươi. Dạ, để tôi chứng nói thật. Không cần. Không cần. Ta không muốn nghe gì nữa cả. Ta không muốn ai nhắc đến tên Phượng Tường. Ta không muốn ai nhắc đến tên Phượng Tường nữa, nghe chưa? Dạ, tiện chức không dám nhắc nữa đâu. Không. Hạ tiên sinh, ngài cứ nhắc, nhưng xin đừng bao giờ nhắc trước mặt tôi. Thưa quận chúa, tôi đã là kẻ bại trận. Sự thất bại của tôi đáng nực cười hơn thất bại của quận chúa. Nhưng quận chúa được tưởng rằng hai kẻ thất bại sẽ gặp được nhau. Thưa quận chúa, ngươi là? Dạ, tôi là Thi Ân, công sai ở huyện đường. Ngươi chân lệnh Bạch Trí Huyện đến đây có việc chi quan trọng chăng? Dạ, không phải Bạch đại nhân sai tôi đến. À, hay là công tử? Dạ. À, thế công tử nhờ ngươi nói chuyện gì? Dạ cũng không phải. Ngươi tự đến đây à? Dân. Có chuyện gì? Dạ, để xin quận chúa rủ lòng thương người thân cô thế đang hứng chịu nỗi ức quan. Người có chuyện quan ức sao không trình lên Bạch Tri Huyện phân sự? Kể lễ với ta có ích lợi gì đâu. Muôn tông vì chỉ có quận chúa mới dẹp tan án mây mờ. Ta trời quang đàng giúp cho phượng loan ca khúc tương phong. Tội nghiệp làm sao gia đình của Liễu Phượng Tường, suốt tháng quanh năm chỉ có trồng rau dệt lúa mà bị bao nhiêu là tầm phàm như bọn cướp bạch mà sơn. Cha mẹ thì bị giam vào ngục đá, còn cô Liễu Phượng Tường bị người ta ép buộc giết một bước tư tình mà cô không muốn giết. Diệu đạo giới sông tầng cô đành bằng gian đoạn hối tơ mà.
người muốn nói bức thư của Liễu Phượng Tường viết cho Hà Thuyết Định? Dạ phải. Bức thư đó viết ra trong hoàn cảnh bị áp bức sao? Dạ phải. Ngươi không nói dối? Nếu gian dối, tôi chịu tội chém đầu. Thế sao Liễu cô nương không nói sự thật cho công tử biết? Thưa người ta đã buộc Liễu cô nương phải thề không được nói lên sự thật. Nếu muốn bảo toàn sanh mạng của cha mẹ và gia đình được sống vui ở huyện này, cho nên Liễu cô nương phải chọn đời câm lặng và giả vờ đóng vai kẻ bạc tình, mặc dầu lòng cô ta cứu nàng rồi ai cứu ta đây? Dạ. Ngươi cũng thừa hiểu Liễu Phượng Tường là tình địch của ta chứ? Dạ, tôi biết chuyện quận chúa yêu Bạch công tử, nhưng công tử đâu có yêu quận chúa. Rồi chàng sẽ yêu ta khi thấy Liễu Phượng Tường đã trắc trở phủ phàng, dầu sự phụ bạc kia chỉ là giả tạo. Hả? Tôi không ngờ quận chúa thích tạo hạnh phúc yên vui trên sự đau khổ của người khác. Tôi đã lầm gõ một cánh cửa lòng sắt đá. Xin kêu từ quận chúa. Kêu từ quận chúa. Kìa, ngươi về làm chi vội? Tôi về để khóc cho sự bất hạnh của gia đình cô Liễu cô nương và khóc cho sự thất bại của tôi. Ta chỉ thử ngươi đó thôi, chứ ta đâu đến nỗi tàn nhẫn reo cười trên sự đau khổ của người khác. Đa tạ quận chúa. Quận chúa vạn tuế. Quận chúa vạn tuế. Đã lao thân xuống trầm trầm lên
biết con mang còn hơi âm tình. Con chết rồi chắc mẹ cũng chết theo con. Chiếc dép cao sang phượng tường con ta nghèo làm sao có được. Chiếc dép bọc nhưng còn chiếc dép này đâu phải của Phượng Tường. Dạ, như vậy là con ta chưa chết. Đúng rồi, con ta chưa chết. Mẹ nhất định phải đi tìm con cho được. Đừng bỏ mẹ cha con người đau lắm hỡi Phượng Tường. Phượng Tường, Phượng Tường. Phượng Tường ơi, Phượng Tường, bà ơi, bà về chưa, bà ơi, Phượng Tường ơi, con có trong nhà không con có trong buồng không con, thưa cha, trời ơi con ngồi đây mà cha cứ tưởng con đi đâu làm cha hết hồn mà, con ra ngoài này đi con. Ra ngoài này, cha đốt đèn lên cho sáng con. Con. Mẹ con đâu rồi cha? Tội nghiệp. Giờ này có lẽ mẹ con đã tới miếu thành hoàng rồi. Nếu không gặp con nữa thì bà sẽ đi dài theo bờ sông để kiếm. Con có biết miếu thành hoàng không con? Dạ. Cha mẹ về nhà không thấy con, kiếm những chỗ quen không gặp. Con tưởng tượng coi, cha mẹ lo sợ tới mức độ nào chứ. Con à, con đi đâu vậy con? Dạ, con đến biệt cung của quận chúa. Chắc là quận chúa gọi con đến phải không? Dạ, quận chúa nói với con rằng. Khỏi con à, cha thừa biết bọn quyền thế đó, họ nói với con những gì rồi, cho nên con mới về nhà lặng lẽ ngồi yên trên khung cười. Phượng Tường. Dạ. Con à, con làm cha sợ lắm. Tại sao con không ngồi những nơi khác? Con phải con cảm thấy lưu luyến chỗ ngồi quen thuộc của con chăng? Bởi vì khi sắp sửa đi xa, người ta bỗng nghe qua lá vườn xưa thì thầm lên tiếng. Những vật vô tri vô giác nó cũng có linh hồn. Thưa cha, con không đi đâu. Con, sao con không đốt đèn lên? Có phải con sợ ánh sáng làm cho niềm tuyệt vọng của mình lộ liễu? Con à, Phượng Tường, sao con không khóc vậy con? Có phải vì nỗi đau buồn đã cùng cực, cho nên nước mắt chỉ chảy vào chứ không thể tiết ra? Con làm cha sợ lắm nghe con. Cha đã nói đúng tâm sự và ý nghĩ của con. Cha hãy quở rầy con nữa đi. Cha hãy nặng lời, cha hãy tô tiên để cho
con cảm thấy mình đang sống dưới mái gia đình hướng câu phụ tử thanh tịnh cho lòng bớt bơ vơ những lời dịu ngọt của cha làm cho con thấy xót xa bởi con quá dại khờ nên làm cô lụy sung thân. Cha có niềm vui không tả khi gặp con ở tại nhà thì có ly nào gần nắng tiếng cùng con thơ thân con đầy tuổi rồi không đáng sống trên đời. Tại sao con đòi chết cha? Tại sao con không nghĩ đến mẹ con khi ra khỏi miếu thành hoàng phải đi dọc theo bờ sông để kiếm dầu sương khuya đã lạnh mà người mẹ già nua lại đục đục tìm con chẳng tiếc công vừa đi vừa khẩn nguyện trong lòng xin gặp con ngồi khóc chứ đừng gặp đôi dép con mình ở bên sông. Cha, cha cho con đi tìm mẹ con nghe cha. Khỏi con à, cha không muốn con ra một bước đường mà phải bơ vơ. Cha không đi tìm mẹ con là gì? Cha không muốn để một giây khắc nào con ngồi nhà mà cô độc con à. Nhưng con không đành lòng để mẹ con đi tìm con hoài. Cha lo gì con, khi hy vọng đã mỏi mòn trở về nhà mà gặp con thì lòng vui sướng của mẹ con sẽ tăng lên à. Cha, con trẻ mang đại tội, kính xin cha vui lòng. Tận tay Bạch công tử. Ngay bây giờ hả con? Dạ, ngày mai. Trong thơ nói những gì vậy con? Dạ, tuyệt tình thi. Tuyệt tình hả? Đưa đây. Cha sẵn sàng con. Cha sẵn sàng, đưa đây cha. Cha, con, tại sao cha phải đi thơ cho con mà cha không được biết trong thơ này nói những gì chứ? Cha, nếu chàng còn tưởng nhau vào đầu giờ dậu này, xin đến miếu thành hoàng. Phương Thường, hồi nãy con nói con không biết miếu thành hoàng, bây giờ sao lại con hẹn cái thằng khốn kiếp đưa đến đó? Hẹn đến cái chỗ mà bao nhiêu người phải treo cổ tự vẫn vì nợ nần, vì uất ức, vì thất tình. Dạ. Như chàng không đến thì hãy thương cùng sông thân em tuổi hạn đã cao, còn sống lây lất trên cõi đời này. Phương Tường, cái này đâu phải là thơ tuyệt tình mà là thơ tuyệt mạng. Cha buồn lắm, cha phải hạ mình mà nói với con rằng nếu con chết thì cha cũng không còn tiếp sống trên cõi đời này nữa.
Con ơi, con đâu biết mỗi lần cha gánh hàng ra tới chợ, người ta thường hỏi sao ông không để con Phượng Tường nó đi băng thai ông. Cha mới đáp lại rằng con gái của tôi nó còn khờ dại giữa chợ đông, sợ lời lẽ thiếu khôn ngoan rồi mất lòng người quen biết. Chớ cha dám đâu thu thiệt rằng vợ chồng mình gặp cảnh cha già con muộn, chẳng thà mình dầm mưa dãi nắng để cho đứa con cưng nó tận hưởng tuổi xuân. Rồi mai kia con chẳng vui theo chồng nơi xứ lạ quê người, biết con gái của mình có được hạnh phúc hay không. Thế nên trong những ngày kề cận sống thân, cha mẹ muốn gánh gồng để cho con được sung sướng phần nào trong thời còn son giá. Chỉ vì chuyện yêu thương mà cha mẹ thương vào dòng lao lý, nên con muốn chết để tạ tội với sân thân. Thôi thường ngày sanh một trai người ta coi như có, mà mười đứa con gái thì họ kể bằng không. Còn cha mẹ để chỉ có một cây một cái, thì dầu cho con là gái cha mẹ cũng quý con hơn ngọc hơn vàng. Con ơi, con có nghe tiếng hát trong thấy chưa, con người ta có chồng còn không muốn theo chồng xa xứ, còn con tại sao con đòi tự tử để cho cha mẹ già sớm chịu quạnh yêu. Thank you.
con đừng dối gạt cha mẹ nghe con. Thưa cha, con đâu dám. Phượng Thường ơi, ngày con mới mở mắt chào đời, cha mẹ mừng vui hơn là bắt được bạc vàng châu báu. Con nở nụ cười cha mẹ chỉ xin thân quan. Con bỏ ngủ bên ngăn cha mẹ găng bào ruột tắc. Mẹ con lo chạy tuốt thang chân không bên đất. Cha mới bỏ hàng không đi họp chợ phiên. Nói lại con nghe không phải cha muốn kể công lao sanh thành hoàng dương, mà là để cho con thông cảm được nỗi vui buồn cũng bực làm cha mẹ. Chỉ xem con là lẽ sống chỉ vì con mà cố vượt qua bao điều cho con xin lại bức thư. Cha mừng lắm. Cha sẽ bán căn nhà này dọn đi nơi khác làm ăn. Nguyện này không phải là nơi cha con mình dung thân nữa con à. Phải, gia đình mình đi ngay được đêm nay là tốt. Con sợ Bạch công tử sẽ đến đây lắm cha ơi. Có phải con còn yêu thương nó lắm không? Con sợ gặp mặt nó rồi con không cưỡng lại được lòng con. Con sẽ bất hiếu cùng cha mẹ phải không? Chưa. Con à, bọn nó chẳng tốt lành gì đâu con. Nó chẳng dạy gì mà chung tình với con đâu. Kính chào lão bá và cô nương. Ủa ông đi đâu mà khuya khoắt thế này? Tôi đến đây xin lỗi về chuyện phụ thân tôi đã nặng lời với lão bá và cô nương hồi sáng hôm qua. Đa tạ hảo ý của công tử. Và tôi cũng có lời khuyên lão bá nên yên sống ở huyện này, hà tất gì phải dọn đi nơi khác cho mất công. Ông nghe lén à? Thưa lão bá, tôi vừa đến vô tình mà nghe được. Lẽ ra tôi không nên xen vào chuyện riêng của lão bá làm chi. Phải. Nhưng tôi biết sợ gì lão bá muốn đi, làm gì sợ tôi còn lui tới làm phiền lụy lão bá và cô nương đây. Đúng. Vì tôi không thể tiếp tục nghe lời sĩ giả của quan huyện. Dẫu ngài là bậc phụ mẫu chi dân, công tử biết như vậy thì tôi cảm ơn lắm. Dừng. Tôi chỉ đến đây để làm phiền lão bá và cô nương lần chót. Kể từ nay tôi sẽ không bao giờ bước chân đến đây nữa, vì tôi đã vâng lệnh phụ thân để kết hôn cùng quận chúa. Đa tạ. Già này thật hân hạnh mà tiếp nhận được tin mừng đó. Phượng Tường, con thấy chưa con? Công tử đây mới đúng là một người con đại hiếu thảo. Con phải ghi nhớ bài học hôm nay mà công tử đã dạy cho con đó. Kính thưa lão bá, chính tôi đây mới là người được tiểu thơ dạy bảo. Tiểu thơ ngăn cản không cho tôi trở thành một đứa con bất hiếu, đại nghịch, vô đạo. Có phải vậy không, thưa tiểu thơ? Tôi không biết. Tiểu thơ không biết hay giả vờ không biết? Tấn hài kịch chưa kết thúc, nhưng tôi thôi đóng vai hề, chỉ còn một mình tiểu thơ diễn xuất, cho nên đâm ra hơi trơ trẽn và lố bịch. Ngọc Hồ, đừng kêu tên tôi. Khốn nạn. Coi, tại sao công tử lại mắng giết con tôi? Vì nàng thật đáng khinh khi. Nè, chớ có ý con quan.
mà ngài lại dọc ngang rồi nặng lời to tiếng trong nhà tôi. Lão ba hãy cầm thơ này đi và hãy xem đây là bằng cớ còn gì để nói nữa hay chăng. Cha thoáng nhìn nét chữ là quá đúng của con. Và thơ này nàng gửi cho tình nhân nàng khoe hết cho người thân. Người ta đã hay khắp quyển này rằng tôi đã bị gả từ lâu. Quả đúng như lời Hà Lan là người yêu của tôi. Không, không phải em, không phải là em đâu. Không phải em đã viết thơ này, nét chữ thì quá chi rất giống. Nhưng có người đã mạo nét chữ của em, tạo thơ này để rẽ kiếm lìa quanh. Chẳng bao giờ em phản bội anh. Không lẽ con yêu Hà Tiên Sinh, kẻ tiểu nhân hiểm độc nhất quyển này? Dạ thưa cha, thơ đó chính thật là của cô. Sao? Chính thật thơ đó là của em mà. Nhưng sự thật là như vậy rồi. Em không lừa dối anh, nhưng chính anh đã tự lừa mình. Anh tưởng rằng anh là khách hào hoa phong nhã, anh tưởng anh là danh tướng của triều đình. Đã yêu anh mãi chẳng chung tình, còn giống tương một chân trời nào khác. Nhưng sự thật đã dạy cho anh rằng khi mà một đóa hoa bắt đầu khoe sắc thì không bao giờ lựa vô để đưa. Khi người con gái đã đến tuổi yêu đương, cũng không ghen chọn tiểu nhân hay là quân. Miệng ai được trước tinh thơm của gió thì sẽ thành công. Vì vườn xuân bỏ ngỏ, vì hoa xuân đâu sợ bên tay phàng. Thà quyết định thắng tôi bằng một cách quy hoàng. Liễu cô nương nàng mới thật là một người con gái khôn ngoan, một người tình chung thủy. Nàng biết giữ thủy chung với một viên thơ lại tâm thường nhưng gần gũi, biết lừa gạt này đưa với một vị công tử. Bởi hắn là con quan nên xa cách muôn trùng. Trời già đã phủ lòng cha rồi, Phượng Tường à, cha không thể nào hiểu được con nữa. Con hãy nói lại một lần nữa cho cha nghe, có thật là lá thơ này con viết hay không? Con hãy đem tất cả danh dự của một con người mà thề rằng con nói thật. Thưa cha, con thề rằng con nói thật. Trời, liệu cô nương, tôi ví như một cánh chuồn chuồn đậu trên nhánh cỏ bờ sông, làm rung mấy hạt sương mai tạo ra những dòng sông tròn nhỏ nhỏ. Tôi ngây thơ tưởng đâu mình đã gây thành bão tố, nhưng mà đáy sông kia thì vẫn im lặng như tờ. Liễu cô nương, xin cô nương hãy tha thứ cho những ý nghĩ ngông cuồng. Bởi tôi là một cánh chuồn chuồn, khi vui nó đậu, khi buồn nó bay. Nãy giờ cháu nó yên lặng nhiều rồi, công tử cũng vui lòng mà tha thứ cho nó, để cho tôi toan liệu việc gia đình. Tôi xin cáo từ lão ba,
Dạ, dính. Liệu cô nương, cô khóc thành thật đó chứ? Dầu cho đó là những giọt nước mắt thương hại tôi cũng vô cùng thâm tạ. Có thể nào cô nương chịu tôi một lần sau cũng được không? Công tử cứ nói. Ngày đầu quen biết cũng vì tôi ghé vào đấy xin một miếng nước, cô nương đã tự tay pha trà và rót mời khách lỡ đường. Nay trước khi vĩnh biệt, tôi cũng xin uống được một chung trà để giữ lại chút kỷ niệm thơm tho. Liệu cô nương có được chăng? À phải à con, con hãy làm vui lòng công tử đi con. Cha đi tìm mẹ con về đây cho mẹ con mừng. Dạ. Thưa công tử, tôi thật lấy làm nhục nhã mà biết rằng con gái của tôi nó yêu cái thằng Hà Thiết Định. Còn cái nhục thứ hai là chuyện ở trong nhà tôi đều do người ngoài phát giác. Tôi thành thật xin lỗi công tử về những lời lẽ nặng nề mà tôi đã dùng trước kia. Đa tạ lão bá. Chẳng hay phu nhân đi đâu mà lão bá phải đi tìm? Chúng tôi ở huyện đường về thì không thấy con Phượng Tường ở nhà, liền tức tốc thi nhau đi kiếm. Kiếm không được rồi tôi mới trở về đây trước thì gặp nó ở nhà. Còn vợ tôi thì... Lão bá có chuyện gì mà phải tới huyện đường? Thật ra thì chẳng phải huyện đường, nói ra càng thêm nhục. Nhưng mà xét cho cùng, cái chuyện nhục đó cũng không sánh bằng cái chuyện của Phượng Tường nó yêu cái thằng Hà Thiết Định. À, số trời cả, số trời cả mà. Ồ, sao con nhỏ nó pha trà lâu vậy cả? Tôi ghiền trà ấm nước luôn luôn có trên bếp mà. Phượng Tường à. Dạ. Nước sôi chưa con? Dạ sôi rồi. À, công tử ở dùng trà, tôi đi kiếm mẹ nó về mới được. Dạ, cảm ơn lão bá. Kìa, Liễu cô nương, lão bá nói là bếp lửa có sẵn, mà sao cô nương pha trà lâu thế? Thưa công tử, bởi vì tôi còn nhén ngọn lửa lòng và pha trà bằng nước mắt của tôi mà. Xin mời công tử uống trà. Thưa công tử, khi nào thì hôn lễ của công tử và quận chúa cử hành? Có lẽ nội tháng này. Hôn lễ xong, chúng tôi sẽ dắt nhau về Biển Kinh. Mời cô nương uống nước. Còn chuyện cô nương và Hà tiên sinh thì thế nào? Cha mẹ tôi thương tôi lắm, nhưng có lẽ chúng tôi chưa có đủ tiền để làm đám cưới gần đây. Ở chiến trường, tôi là một kẻ bách chiến bách thắng. Nhưng còn ở đất Hàng Châu này, tôi đã thua Hà Ti.
thua trong trận giặc tình. Trong ngày hôn lễ, có lẽ tôi đã đi xa. Vậy để tỏ lòng ngưỡng mộ tiên sinh, đây tôi xin tặng thanh gương làm quà cho tân lang và tân giai nhân. Đây là sự đầu hàng của kẻ chiến bại. Xin cô nương chớ phụ lòng. Có lẽ cô nương không hẹp hòi gì mà quên cái ngày hôn lễ bất đắc dĩ của tôi chứ. Vâng, sau lần nói chuyện này là Vinh biết là suốt đời chỉ gọi cô nhân ơi, một ngã ba chia vàng nẻo đường trần, muốn gặp gỡ biết bao giờ gặp. Xuân xanh mà cô nương đành phung phí, rồi làm sao trăm cài lưỡi dắt bụi du quyên. Tóc không còn sẽ lạnh buốt bờ vai. Anh ơi, còn chi đâu mà lược dắt trăm cài, còn gì nữa mà hương sông xa ước. Thà cứ để sương khuya làm lạnh buốt giá. Một dải ngân hà,
suốt đời chúng ta không bắt được nhịp cầu thức, vì chàng ưu đã mê say biển kinh rực rỡ, không hay rằng mưa ngâu tầm tàn bên dòng ngân có người thôi dẫn lúa đợi chờ ai mà châu lệ lời lẽ của cô nương càng làm cho tôi khó hiểu. Kỷ vật này chỉ gợi khổ cho nhau, chỉ thêm đau đớn vết sầu. Tóc kia ai nối chiếc cầu gầy đuôi. Ngày biệt ly này em nhớ thầm trách nhanh, xin cho lao giọt lễ tình. Mai kia anh khóc lễ mình ai lâu. Ngọc Hồ, đêm đã khuya sao con còn ở đây? Ở cái nơi thiên hạ đã chê cười, xin công tử vui lòng mà dời gót, kẻo sương khuya làm lạnh lẽo đại nhân. Tuổi này còn cũng bị đóng gông mà lão già đâu không bước ra đây. Con đã làm cho cha khổ cả tháng này, con đến đây để từ biệt người này và không bao giờ trở lại. Cắn lưỡi rồi. Tại sao người yêu của nàng tới đây mà nàng lại tự vẫn? Tại sao nàng gạt gẫm ta mà nàng còn cắn tóc gợi cho ta? Tha thiên định. Dạ dạ đại nhân ơi, tại sao cha mẹ nàng mới quyền đương? Dạ 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 đại nhân ra lệnh tôi bắt giam cha mẹ nàng. Ngươi bày kế với ta là lệnh hồi nào? Lệnh ta đâu rồi sao? Nói mau. Dạ rồi, biểu nàng Liễu Phượng Tường viết một lá thơ cho tôi thiết tình tứ. Nàng viết thứ đó cho nên mới thả cha mẹ nàng, có phải không? Dạ trăm lại công tử, ngàn lại công tử. Trời ơi, Thiết Định, có phải nhà người hăm rằng nếu Phượng Tường nói ra sự thật thì sẽ bắt giam cha mẹ nàng, có phải không? Dạ. Không nào. Công tử đâm tôi đồ nghệ ra nè. Dạ. Xin phụ thân hãy rời khỏi nơi đây, nếu không con sẽ trở thành một đứa con bất hiếu. Rồi cha đi đi, cha đi đi. Cha, cha đi, cha hối hận lắm, cha đi đi. Phương Tường, Phương Tường. Người lớn vô tâm chung tay nhau, bây giờ trong tay anh. Em hãy ngủ cho thật yên, thật yên lành.
không còn đau nhục nữa nghe em. Chỉ còn anh, một mình anh đang ôm em vào lòng mà không mà thương. Nửa đêm thở giấc mộng thương 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 Phương thương.